Ngày không xưa lắm, có một bạn tên là... Thôi, gọi là nhân vật tôi đi ha. Đây là nhân vật tôi. Tôi rất thích đi du lịch, để được xóa sau bao ngày còng lưng làm việc. Ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, mua sắm đủ thứ. Cái cảm giác tiêu đồng tiền mình kiếm được sướng lắm các bạn ạ. Nhưng rồi có nhiều điều ập tới và những lúc tôi không dự tính trước. Cứ như tình yêu thường và ngay xuất hiện lúc chúng ta không ngờ đến nhất vậy. Tôi không ngờ là sẽ nhận được nhiều bài học quý báu như vậy từ những chuyến đi du lịch tưởng chừng đơn giản. Tôi đâu ngờ là cuộc sống ưu ái mình đến vậy. Tôi nhận được bài học tới tấp. Bài học này nối tiếp bài học kia. Tôi học xém không kịp. Mọi người yên tâm, toàn là kết thúc có hậu không à. Nhân vật tôi tới giờ vẫn ổn. Tôi kể lại mấy câu chuyện nhỏ để bạn nghe cho vui ha. Tôi rất hay đi lạc. Có bản đồ vẫn lạc. Hồi còn ngây ngô thơ bé, tôi hoang mang lắm. Đi chơi mà cứ căng thẳng, vui được 80% thôi. 20% còn lại là lo, không biết đêm nay tìm đường về lại khách sạn được không. Một phần là do hồi đó còn ngây ngô, nhưng nhiều phần là do kinh tế còn eo hẹp. Tôi không có tiền để bắt taxi đi khắp nơi. Có lần tôi mua trước vé vào điểm tham quan, mua online để vừa có được giảm giá tiết kiệm tiền, mà vừa đỡ xếp hàng ở quầy là tiết kiệm thời gian nữa. Tôi tự hào lắm. Mình lớn thật rồi, biết cả những mẹo khi đi du lịch luôn chứ không vừa. Nhưng rồi tôi đi lạc. Đi tàu, đi xe buýt tới được gần đó rồi, nhưng vẫn cần đi bộ một đoạn. Và thay vì được vào điểm tham quan, tôi được đi bộ dạo quanh mấy con đường lớn, đường nhỏ, lên đồi, xuống dốc giữa cái nắng bức bối. Đời quanh cho trái chanh, nhưng tôi không có làm nước chanh. Tại vì trong đầu tôi lúc đó là 7749 nỗi lo và 9981 sự bực bội. Mọi chuyện không theo kế hoạch. Tôi không có ngẩng đầu lên tranh thủ ngắm cảnh, hay dừng lại ngửi đóa hoa hồng bên lề đường gì hết. Vậy là hôm đó tôi vừa mệt, vừa căng thẳng, vừa hết một ngày du lịch. Nhưng có một lần, không hiểu lấy dũng khí từ đâu, tôi quyết định bung lụa luôn. Không cắm mặt vào bản đồ nữa, tôi hỏi người dân và những người tôi gặp trên đường. Tôi cũng không lên kế hoạch quá chi tiết. Và kết quả là tôi được người xung quanh chỉ cho những địa điểm dân địa phương mới biết. Những chỗ có cảnh đẹp. Những chỗ có quán ngon. Sau này khi cuộc sống của tôi đã dần ổn hơn, nhưng cái cột sống thì dần bất ổn. Tôi đi taxi nhiều hơn khi đi du lịch, nhưng vẫn tranh thủ hỏi người dân địa phương, hoặc là nhắn tin hỏi 500 anh em ở nơi sắp tới. Tóm lại, bài học nhân vật tôi rút ra là gì? Bài học tôi rút ra là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng là tốt, nhưng đôi khi thả lỏng một chút, cứ để sự việc diễn ra tự nhiên theo cách của nó trong phạm vi kiểm soát của mình, thì lại nhận được kết quả tuyệt vời hơn dự kiến. Dạo trước, tôi cứ nghĩ mình không chịu được lạnh. Địa điểm du lịch nào có thời tiết dưới 15 độ C là tôi gạt qua một bên. Mùa đông thì tôi loanh quanh ở các nơi gần xích đạo, hoặc xuống Nam bán cầu. Rồi một lần tôi có chuyến đi sang bờ Tây nước Mỹ. Nghe nói bờ đông lạnh thấu xương, chứ bờ Tây thì ấm hơn. Tôi yên tâm hẳn. Đi tầm mùa thu, tôi cẩn thận mang theo mấy cái áo len. Nhưng tới nơi rồi tôi mới biết, nhiệt độ không phải là vấn đề với tôi, mà là gió. Mỗi lần có gió tạt qua là tôi rung lên lẩy bẩy. Gió chui được hết vào mấy khe hở trên cái áo len của tôi. Và thế là tôi được lý do để đi shopping mua liền cái áo gió. Trong lúc cái mũi đã bắt đầu sụt xịt, cái đầu thì hơi bưng bưng. Để thêm một hôm không mua áo khoác,
chắc là tôi lăn ra bệnh luôn hết phần còn lại của chuyến đi. Sau lần đó, tôi có cái nhìn khác về mình và giới hạn của bản thân. Tôi tự hỏi, hay là mình chịu được lạnh? Nhìn lại bao nhiêu điểm đến hấp dẫn tôi đã bỏ qua vì thời tiết lạnh. Tôi đánh liều mua vé đi ngắm tuyết. Chà, biết nói gì nhỉ? Phải nói sao ta? Quả là một quyết định đúng đắn. Rồi cái sự để mình tự trải nghiệm xem sao lan dần sang những thứ khác. Nghe kể quyển sách nọ rất hay và đúng chủ đề tôi quan tâm. Tôi sẽ đọc để xem mình thấy có hay hay không. Nghe nói bộ phim kia chán mà nhìn qua có vẻ hấp dẫn với tôi, thì tôi cũng xem thử để coi mình thấy hay hay dở. Nghe tả món có người chê, có người mê, tôi sẽ ăn thử để tự mình đánh giá coi hợp khẩu vị của mình không. Tôi nhận ra là nghe kể thì tôi đang biết đến sự vật sự việc qua cách nhìn của người khác. Chỉ bằng nếu có thể, tôi tham khảo nhận xét của người khác và rồi tự trải nghiệm để có cái nhìn của mình. Để rồi tôi có thể có nền tảng trải nghiệm để tự đưa ra những quyết định phù hợp cho bản thân mình. Những gì phù hợp với người khác có khi lại không phù hợp với tôi, và ngược lại.